chị Hồng Vân chị mướn đó 100.000 giờ. Xúc động dễ sợ luôn. Hôm nay Vân đi quay, Vân quay một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Hội Tụ của Yes Studio. Nhưng mà các bạn khán giả ở đây cũng rất là mê cái nét còn tình đó, là nhân vật Phạm Mai. Thì nó là vui quá, phấn khích dễ sợ luôn. Mọi người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 10 giờ đêm rồi. Nhưng mà vì cái nguồn gọi là đô binh này, với cái nguồn mà động lực này, thành ra giờ vui, thiệt là vui. Cảm ơn mọi người. Mấy đồng nhân à?